Xin chào các bạn, mình là Natalie Chủ đề hôm nay mình gửi đến các bạn là trải bài về tình yêu Điều tốt đẹp nào đang đến với khía cạnh tình yêu của bạn Rồi bây giờ các bạn chọn tụ bài nha từ trái qua phải Các bạn tụ 1, tụ 2, tụ 3 Điều tốt đẹp nào đang đến với khía cạnh tình yêu của bạn Rồi, các bạn chọn nha Rồi, bây giờ mình sẽ vào phần trả bài các bạn tuần 1. Xin chào các bạn tuần 1 Chúng ta nói về chủ đề tình yêu là điều tốt đẹp nào đang đến với khí cạnh tình yêu của bạn. Mình để đây nha. Đầu tiên là mình sẽ xem về năng lượng chung cho lĩnh vực tình yêu của các bạn trước nhé. bạn có the face các bạn có call free a rồi chúng ta còn một lá nữa là go the distance go the distance mình thấy có một thông điệp gửi đến cho các bạn tụ một về lĩnh vực tình yêu của các bạn á, giống như là các thiên thần muốn gửi một cái lời nhắn là bạn cứ để cho lĩnh vực tình yêu này của các bạn diễn ra một cách tự nhiên càng tốt, có nghĩa là bạn cứ phớt lờ luôn cái lĩnh vực tình yêu này thì lại càng tốt cho lĩnh vực tình yêu của các bạn nhé, giống như cái năng lượng tình yêu của các bạn rất là đặc biệt, bạn càng phớt lờ, bạn chỉ tập trung vào bản thân và bạn càng tập trung vào những cái lĩnh vực khác á bạn không bận tâm về lĩnh vực tình yêu à, thì các bạn sẽ à, các bạn sẽ đạt đến cái sự thành công trong tình yêu của các bạn nó giống như à, là một cái gọi là là định mệnh của các bạn vậy và mình à, hy vọng là các bạn tụ một sẽ không có hiểu lệch cái ý của mình nhé ở đây cái chữ định mệnh mà mình muốn nói đến không phải là một cái điều gì đó nó gọi là định trước mà ý muốn nói là lĩnh vực tình yêu các bạn tôi một rất là độc đáo á. Nghĩa là bạn cứ làm sao cho cuộc sống của bạn thật là thú vị á. Cứ dành cái sự quan tâm cho bản thân. Rồi bạn có thể là à, muốn làm bất cứ điều gì mà các bạn yêu thích. Hoặc là các bạn cứ xây dựng một cái môi trường sống à, làm cho cuộc sống của các bạn hết sức thú vị á. Nó tự tử giống như là bạn có thể là chưng nhiều những cái bình hoa xinh xắn dễ thương như thế này. Đọc thật là nhiều sách. Rồi các bạn có thể là bố trí bày trí sao cho cái môi trường của bạn sống đó, nó trở nên đặc biệt độc đáo hết sức có thể tức là càng tập trung vào bản thân và làm cho cuộc sống của mình trở nên thú vị thì thì cái chữ định mệnh mà mình muốn nói với các bạn tuần một ở đây có nghĩa là điều tuyệt vời trong lĩnh vực tình yêu sẽ tự động đến với các bạn nhé à, và mình mình sẽ gửi các bạn một thông tin luôn chắc chắn đó, là trong khía cạnh tình yêu các bạn không bao giờ đơn độc à, mà các bạn là sẽ có bạn đồng hành À, và mình thấy bạn đồng hành của các bạn á, là có cái sự hỗ trợ cho các bạn về về nhiều mặt trong cuộc sống luôn á giống như uh, các bạn vừa là những người yêu thương nhau uh, có những sự hỗ trợ uh, tương trợ với nhau mà còn có cái sự tâm đầu ý hợp hiểu nhau rất là hiểu nhau nữa à, mình thấy lĩnh vực tình yêu của các bạn á, là trong tình yêu sẽ có cái tình thân ở trong đó nhé mọi người tại vì giống như hai bạn À, hai bạn yêu nhau là có một cái sự thân thiết giống như là tình thân vậy, có một cái sự bảo vệ bao bọc chở che nhau. thì thời gian này có thể các bạn đã gặp một ai đó mà bạn đã cảm giác như tình thân rồi đó, giống như là tình của anh chị em ruột trong một nhà. đó tức là bạn đã gặp cái người yêu của mình có một cái năng lượng cảm giác như vậy. À, nếu như bạn đơn độc thì bạn cứ tiếp tục là hạnh phúc với cái hành trình đơn độc của bạn đi, bởi vì bạn càng phớt lờ tình yêu bao nhiêu càng tập trung vào bản thân và làm cho cuộc sống mình hết sức thú vị à, thì mình muốn nói là tự động cái năng lượng tình yêu tuyệt vời cái người bạn đồng hành của các bạn là sẽ tự động đến với cuộc đời của các bạn nhé giống như là bạn cứ làm cho bản thân mình và môi trường sống của mình tuyệt vời thì tự động sự tuyệt vời trong tình yêu sẽ đến năng lượng tình yêu của các bạn tụi một rất rất là đặc biệt luôn ở đây còn có thêm một năng lượng nữa là go the distance có một cái khoảng cách xa thì có thể là một vài bạn trong đây đã tương tác với cái người bạn yêu thương rồi và cái người đó có thể là thường xuyên phải di chuyển liên quan công việc hoặc là hiện tại cái người đó đang làm việc ở khác vùng miền các bạn hoặc là khác quốc gia à, hoặc là cái tính cách của cái người đó là hay đi nhé à, cái người đó không hẳn là cái không hẳn họ là một người hướng ngoại cũng có thể là họ là một người hướng nội Um, có những cái có những cái ước mơ có những cái cảm xúc có tâm hồn à, thế nhưng riêng về lĩnh vực của sự nghiệp thì cái người này lại rất là là hướng ngoại tức là um, rất là lanh lợi giỏi tài năng trong cái việc ngoại giao hoặc là nắm bắt những cái cơ hội tuyệt vời và có những cái sự um, rất là nhanh nhanh trong cái việc nắm bắt cơ hội ở các vùng miền khác nhau hoặc là ở các quốc gia khác nhau tức là người này có À, tài năng đặc biệt trong trong công việc các mọi người nhưng chưa hẳn cái tính cách họ là là hướng ngoại đâu nhé cũng có thể họ là một người có chiều sâu về nội tâm wow rồi để mình tiếp nha âm à, như vậy á mình điều tốt đẹp nào sẽ đến trong lĩnh vực à, trong khía cạnh tình yêu của các bạn là nó mang một cái ý nghĩa là nó giống như là hai chữ định mệnh mà mình vừa nói có nghĩa là bạn cứ tập trung vào bản thân và làm cho bản thân của mình trở nên tuyệt vời thú vị như như cái sự mong muốn của bạn và bạn có thể phất lờ luôn lĩnh vực tình yêu thì sự tuyệt vời trong tình yêu sẽ đến với bạn hoặc là có một số trường hợp mình thấy đang đến luôn rồi mình có cảm giác là các bạn tuần một đang trong cái giai đoạn á, là dường như bạn vừa mới thay đổi chế độ ăn hoặc là các bạn ăn uống các bạn ăn kiêng hơn nè hoặc là thay đổi chế độ ăn uhm. à, quan tâm ăn uống dinh dưỡng hơn healthy hơn mình cảm thấy ở nơi các bạn tuần một có cái gì đó nó có yếu tố của sự lém lĩnh thông minh đặc biệt năng lượng các bạn tuần một á lém lĩnh thông minh đặc biệt độc đáo có những cái ý tưởng sáng tạo yêu cái đẹp yêu cái đẹp rồi à, bạn cũng hay có những cái ý tưởng à, cho cho những việc đơn giản hàng ngày á, mà cũng rất là là độc đáo King Cups đây như mình nói mà The star hai bạn giống như là một cặp đôi hoàn hảo hoặc là trước sau gì các bạn cũng sẽ tìm được một nửa hoàn hảo của mình nhé à, kể cả các bạn là nam hay nữ nha bạn nam cũng sẽ tìm một nửa của mình thật là hoàn hảo và bạn nữ cũng vậy mình cứ à, các bạn có thể thuộc bất kỳ giới tính nào nha mọi người à, nhưng mà mình cứ nói về cái năng lượng nam và nữ như thế các bạn cứ việc là kết nối vào bản thân của mình sao cho phù hợp rồi ở đây thì mình thấy á trong mắt của vị vua nước vua nước có thể là năng lượng của bạn hoặc là cái người mà bạn sẽ gặp hoặc là các bạn đang gặp rồi nhé thì á cái người còn lại là có sự tỏa sáng như một ngôi sao à, tại vì à, các bạn mang năng lượng của the star mình thấy là một người một người thì rất là giàu tình cảm ừ, rất là giàu tình cảm rất là tâm lý, à, cái cách, à, cái cách thể hiện tình yêu và kể cả cái việc mà họ thể hiện cái cái sự sống của họ đó mọi người thì mình thấy là có một cái sự sâu sắc ở bên trong tâm hồn tức đây cũng là một người cũng là một người hướng nội hoặc là cái giai đoạn mà bạn gặp cái vị vua nước này là ở cái giai đoạn mà họ hướng nội có nghĩa là à, bản chất có thể là một người có chiều sâu về nội tâm, hướng nội nhưng cũng có thể là giai đoạn trước đó họ đã tung hoành ngang dọc rồi và cái thời điểm gặp các bạn là cái thời điểm mà họ muốn dừng chân, à, họ muốn dừng chân và họ muốn um, xác định rõ, xác định rõ về cái cuộc sống sau này của họ sẽ là như thế nào, tức là họ có phương hướng rất rõ ràng cho cho cái cuộc sống còn lại của họ là như thế nào cho nên bạn sẽ thấy thời điểm mà bạn gặp cái ông vua nước này thì bạn sẽ thấy là họ không có còn hứng thú với cái việc là tung hoành nhan dọc ở cuộc đời nữa và họ bắt đầu focus tập trung vào trong cái lý tưởng nào đó của họ hoặc là họ sẽ rất là tập trung vào trong cái cuộc sống mà họ nghĩ rằng là họ sẽ theo cái, cái cuộc sống như vậy à, và đây cũng là một người có cái nội tâm sâu sắc ừ. là một người à, biết kiểm soát rất là tốt cái cảm xúc của bản thân, à, các bạn yên tâm là khi cái người này hành xử, cái người này vẫn rất là lý trí như mọi người, lý trí thông minh, sâu sắc à, và cái cách thể hiện tình cảm với các bạn là đầy cái sự hiểu về tâm lý, cho nên là à, bạn sẽ cảm thấy là khi tiếp xúc với cái người này thì bạn sẽ vui á và cảm nhận được cái sự ấm áp, vui bởi vì sao? Bởi vì cái người này rất là hiểu về tâm lý của bạn. Còn năng lượng của the star rất là tuyệt vời. À, năng lượng của the star có thể là năng lượng của bạn hoặc là đối phương mà bạn sẽ gặp nhé. thì đây à, là một người the star là liên quan đến cái việc là đã chữa lành à, tuyệt vời cho chính bản thân của mình rồi và cái cái cuộc sống mà the star hướng tới á, là một cái cuộc sống mà đầy hy vọng đầy cái sự ước mơ à, có lập trường vững chắc và cái và năng lượng của the star cũng là một cái năng lượng mà hướng về tương lai hướng về phía trước bỏ lại tất cả những gì không còn phù hợp ở lại phía sau lưng mình thấy thì à, năng, lượng, năng lượng The Star là ý muốn nói các bạn đã chữa lành một cách tuyệt vời cho bản thân và các bạn đang có những cái sự à, thanh lọc à, cho bản thân của mình á, giống như cái gì không còn phù hợp á. bạn không có còn muốn là bị vướng vào trong cái năng lượng tổn thương như thế nữa mà các bạn đang sống trong cái năng lượng là tràn ngập cái sự hy vọng ừ. và The Star cũng là một cái năng lượng mà rất tập trung vào trong bản thân của mình cho nên các bạn rất là tỏa sáng À, các bạn còn có thể là à, trung tâm của những sự chú ý, à, trung tâm của sự chú ý nhưng mà cái nguồn năng lượng của các bạn thoát ra là cái sự, cái sự hài hòa, cái sự chữa lành, à, cái sự tích cực và may mắn cho mọi người chứ không phải trung tâm của sự chú ý là mọi người dòm ngó hay là thị phi gì về các bạn đâu nhé. Rồi. À, có thể là các một số bạn ở đây có thể làm trong những lĩnh vực chữa lành. Hoặc là các bạn có thể làm bất kể ngành nghề nào Nhưng mà các bạn đã đưa cái năng lượng chữa lành vào trong cái lĩnh vực mà bạn đang làm Cho nên đó cũng là một cái sự sáng tạo ở nơi các bạn á à, Năng lượng của The Star cũng là thể hiện cái việc các bạn rất là tự tin Và tập trung vào trong bản thân của mình à, Giống như khi mà các bạn tập trung vào trong bản thân thì bạn lại thấy sao mà hạnh phúc đến thế á. Cho nên mình thấy các bạn rất là tập trung vào bản thân cho nên cái khả năng tư duy sáng tạo của các bạn ngày càng gia tăng. À, ở đây có một số bạn có thể làm trong những lĩnh vực à, hoặc là các bạn sinh sống ở những nơi mà có liên quan đến ao hồ, sông suối, biển nè. À, hoặc là hoặc là năng lượng của các bạn bây giờ rất là tươi mát nha. À, hoặc là các bạn đang có những chuyến du lịch đến những vùng sông biển. Uhm. Uhm để mình xem rồi. Tại cả hai bên các bạn mình đều thấy có hình ảnh của biển ở đây hết trơn À, có một đặc điểm chung giữa bạn và cái người người được gọi là người định mệnh của bạn á. À, nhưng mà mình đã giải thích với các bạn cái từ định mệnh theo nghĩa của mình hiểu hồi lúc đầu rồi nhé. À, rồi, bạn với cái cái đối phương của bạn là có một đặc điểm chung đó là các bạn rất là hiểu về cái con đường của của tâm linh của chữa lành à, hoặc là các bạn có ít nhiều tìm hiểu khám phá hoặc là làm luôn trong lĩnh vực của tâm linh chữa lành hoặc là các bạn có một đặc điểm chung đó là các bạn đã từng là à, đã từng có những sự trải nghiệm ở trong cái cái cuộc sống nhiều lắm rồi và đây là giai đoạn mà các bạn đã được tiếp nhận cái suối nguồn chữa lành rồi đó có nghĩa là cả hai bạn đều là trải nghiệm qua cái quá trình chữa lành và các bạn đã chữa lành cho bản thân cũng 70 80% trở lên rồi. Cho nên thời điểm các bạn có sự gặp nhau là thời điểm mà trái tim của các bạn dường như là đã lành lặn cũng 70 80% trở lên rồi. Rồi, mình thấy á ừ um, điều tốt đẹp đến trong lĩnh vực tình yêu của các bạn chính là các bạn gặp được một cái người đồng hành, người đó có năng lượng rất là tương đồng với các bạn luôn. À, và cả hai các bạn đều đều là đã trải qua cái giai đoạn chữa lành cho bản thân và các bạn đều tiến đến những cái mục tiêu sống của à, của các bạn hết cho nên cái năng lượng mà bạn hai bạn trao cho nhau thì lại là cái nguồn năng lượng của um, cái việc rất là thoải mái tự do giải phóng bản thân á của cái việc thấu hiểu của cái việc thấu hiểu nhau mình không thấy năng lượng của cái sự kiểm soát ở đây với mọi người cho nên mình thấy là các bạn rất là thấu hiểu nhau nhưng mà một trong hai thì vẫn còn là rất rất là đấu tranh cho cái sự nghiệp của mình à, tức là một bên một bên á, năng lượng của the star là năng lượng của việc khá là vững vàng trong cái sự nghiệp còn năng lượng của cái người còn lại là bảy dạy á, tức là vẫn còn à, vẫn còn phải có những cái sự cố gắng nhiều nỗ lực nhiều những cái sự điều chỉnh hoàn thiện rất là nhiều trong cái công việc các bạn có Karma <laughs> Để mình xem. Karma Các bạn có debt. Karma debt. Oh. Wow. Các bạn có four up cups. Ở đây á, mình thấy một trong hai bạn nha. À, có một một bạn năng lượng The Star là năng lượng của các bạn cái vì các bạn rất là vững vàng, vững vàng cho bản thân của mình lắm. Còn năng lượng của vua nước ấy là năng lượng của cái việc vừa mới thôi. Vừa mới là vào con đường chữa lành. À không không phải vào con không phải vừa mới vào con đường chữa lành mà là vừa mới được chữa lành nó có nghĩa là có thể biết về chữa lành một khoảng thời gian nhiều tháng, nhiều năm rồi. À nhưng mà do cái tổn thương á, bên trong rất là sâu sắc cho nên mới khoảng thời gian gần đây là là được gọi là chữa lành thật nhiều cho bản thân thôi bởi vì sao năng lượng của vua nước nè bảy gậy nè karma death rồi four of cups nó nhiều cái nguồn năng lượng rất là karma ở đây á mọi người karmic ở đây á là cái người này có thể là trong cuộc sống nào đó của họ hoặc là trong tình cảm trước kia của họ hoặc là trong sự nghiệp trước đó của họ hoặc là tất cả các lĩnh vực trên luôn cùng một lúc tại vì mình thấy năng lượng khá là nặng nặng là có debt, có debt có karma chắc chắn không thể nào nhẹ có thể là giai đoạn trước là giai đoạn nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của cái vị vua nước này là uh, khá là bị te tua nhiều thứ cùng một lúc đến với mọi người có thể là liên quan đến sự biến động trong công việc sự nghiệp sự biến động trong tình yêu các mối quan hệ gì đó trước đó uh, hoặc là trong cuộc sống nơi anh chúng ở vân vân có những sự biến động ập đến cùng một lúc, à, cho nên là bạn thấy, à, bạn thấy là nhưng mà tất cả những cái việc đó họ đã trải qua rồi, họ giải quyết xong rồi, chỉ là cái tổn thương bên trong à, là họ phải dành một khoảng thời gian rất dài để mà chữa lành thôi. Cho nên um, mình thấy cái người mang năng lượng nam á, tức là cần một có một khoảng thời gian rất là khép kín, chép mình bản thân luôn á à, và điều này là tốt chứ không xấu á mọi người, tại vì giống như là đó là giai đoạn mà họ tạo những cái ranh giới để có thể bảo vệ cho cái nguồn năng lượng còn lại của họ cho nên điều đó là tốt chứ không có xấu à, nhưng mình chỉ muốn nói là với năng lượng của the star là rất là tuyệt vời bởi vì đã chữa lành một cách xuất sắc và đang đang bắt đầu kiến tạo cho bản thân một cái cuộc đời đầy cái sự kiêu hãnh tự hào trong đó nhưng năng lượng của vua nước là đang ngày càng dần tốt lên rồi nhưng mà vừa mới những cái thời gian gần gần đây thôi trước đó khá là te tu luôn mà giống như là nhiều lĩnh vực ập đến cùng một lúc à. rồi để mình tiếp nha nếu bạn làm chủ năng lượng sống của mình thì một trăm phần trăm định mệnh sẽ nằm trong tay bạn mình cảm thấy cái năng lượng này hợp với năng lượng của the star hơn là cua nước giống như các cái bạn mà năng lượng The Star là bạn đang kiến tạo cuộc đời, làm chủ cuộc đời của mình, làm chủ 100% năng lượng sống của bạn. À, giống như là bạn đang muốn viết lại cuộc đời của mình, đang muốn chính bản thân của mình là vận hành cái cuộc đời của mình. Đó. Đừng nâng cao cái tôi, hãy nâng cao sự sống mà bạn đang làm. Cái này mình cũng cảm thấy hợp ông vua nước luôn. Giống như trước đó một thời là cũng rất là tung hoành ngang dọc nè cũng rất là có những cái chiến tích lẫy lừng, à, cho nên thành ra đây là một người có cái tôi tao, sao đi <laughs> các bạn, là một người có cái tôi cao là hoàn toàn phù hợp nhé, hoàn toàn phù hợp. Ừ. cho nên là nhưng mà đây, đây là khoảng thời gian mà cái người này à, đã chữa lành được nhiều cho bản thân á, giống như là người ta đang muốn dẹp bỏ cái tôi qua để mà nâng cao cái sự sống của họ lại. à thật ra thì điều tốt đẹp đang đến trong tình yêu của bạn tức là mình thấy các bạn có nhân duyên gặp gỡ tìm hiểu yêu thương nhau à còn cái việc các bạn có đi lâu đi dài với nhau hay không nó sẽ là tùy thuộc vào cái cách các bạn à, tìm hiểu như thế nào rồi các bạn vận hành tình yêu nào của các bạn nhé còn cái điều tuyệt vời đó là à, giống như các bạn có nhân duyên gặp gỡ để tìm hiểu để yêu thương nhau The Green Man uh, Rising Energy Fertility wow. Mình thấy cái người năng lượng nam á thì giống như là đang muốn uh, lấy lại cái sự lấy lại sức mạnh của bản thân lấy lại năng lượng, lấy lại sự đưa trẻ và đang muốn là nâng cao tần số năng lượng của họ và họ đang muốn có những sự phát triển sinh sôi nảy nở trong cái sự nghiệp của họ họ đang muốn nâng cao cái năng lượng và mình thấy có thể họ cái công việc của họ có liên quan đến cái gọi là green tức là liên quan đến sắc màu xanh ở đây thì có thể là họ có liên quan nhiều đến cây cối thiên nhiên. Um, alfa, alfa, alfa garden, beginning sự khởi đầu mới, inis a, beginning, um, wow, tình yêu điều gì đang điều gì tốt đẹp đang đến với lĩnh vực tình yêu của các bạn á, là các bạn có được các bạn bắt gặp được một nhân duyên có những sự khởi đầu mới tuyệt vời trong lĩnh vực tình yêu của các bạn nhé. đó thì mình cảm nhận năng lượng này là năng lượng mà các bạn sẽ gặp cái người này trong tương lai hoặc là các bạn đang tương tác với cái người này luôn rồi. À, các bạn đã, hoặc là cũng có thể các bạn đã tìm hiểu cái người này một khoảng thời gian rồi nha nhưng mà À, nhưng mà cái khoảng thời gian vừa rồi á cũng có thể các bạn biết cái người này lâu nhưng mà cái người nhưng mà mối quan hệ của các bạn tới thời điểm trước đó có thể nó chưa có cái cơ hội để phát triển nhiều á bởi vì cái người mang năng lượng nữ là năng lượng của the star là năng lượng của cái việc họ họ kiên cố bền vững cho cái cho cái sự nghiệp cho cái sự hy vọng ước mơ của họ còn cái ông vua nước thì là phải à, phải thanh lọc đi á, thanh lọc đi những cái nguồn năng lượng của death của karma vân vân cho nên là À, giống như các bạn có thể là quen biết nhau một khoảng thời gian lâu Thế nhưng đây là khoảng thời gian mà tình yêu các bạn bắt đầu trở lại Rồi, mình xin kết thúc phần trải bài của các bạn tuần 1 Cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào các bạn tuổi 2 Mình để đây nha Chúng ta nói về chủ đề tình yêu là Điều tốt đẹp nào đang đến với khía cạnh tình yêu của bạn Đầu tiên là mình sẽ xem về năng lượng chung hiện tại của lĩnh vực tình yêu các bạn trước nhé Các bạn có năng lượng Thông điệp Message in the bottle Wow Thông tin à. Thứ hai nữa Chúng ta có True Vì told sự thật Sẽ được tiết lộ Sẽ được nói ra Và cuối cùng Chúng ta có bài the book Sự tiếp nối Oh à, Một tin siêu vui Siêu mừng cho các bạn Nào hôm nay Chọn tụ 2 luôn à, Y hệt như Y hệt như cái tấm hình các bạn chọn là cỏ bốn lá, một cái cái sự may mắn trở lại trong tình yêu của bạn, hoặc là các bạn bắt đầu thấy sự may mắn đến với khía cạnh tình yêu các bạn nha. À, mình sẽ giải thích từ từ ở đây á là um, đối với ở đây mình nhìn thấy có um, hai nguồn năng lượng rõ rệt cho mọi người. Nguồn năng lượng thứ nhất á là là các bạn đã đang yêu rồi. À, có nghĩa là các bạn đã có đối phương, có đối tượng các bạn để ý tìm hiểu nhau rồi, thì mình muốn nói với các bạn rằng là cây tình yêu của các bạn bắt đầu đâm chồi nảy lọc trở lại, à, bất chấp luôn cái việc trước đó là cây tình yêu của các bạn như thế nào nha, trước đó có thể cây tình yêu các bạn là không có được chăm sóc tưới nước đều à, hoặc là à, các bạn không có đủ cái điều kiện khách quan điều kiện khách quan ở tại thời điểm đó chưa cho phép tình yêu của các bạn phát triển lớn mạnh à, hoặc là kể cả cái việc các bạn đã từng có những sự tranh cãi với nhau luôn hay là chiến tranh lạnh gì đó với nhau luôn nhưng mình muốn nói là một tin vui cho các bạn đó là à, cỏ bốn lá giống như là đã rơi vào à, lĩnh vực tình yêu của các bạn rồi các bạn sẽ thấy á bài được bức một cái sự tiếp nối ở đây có nghĩa là sẽ có sự tiếp nối trở lại cái câu chuyện tình yêu của các bạn nha đối với những bạn mà đang có đối tượng để ý các bạn sẽ bắt đầu nhận nhiều hơn về thông tin của nhau và bắt đầu các bạn có những sự liên lạc với nhau nhiều hơn và các sự thật sẽ được tiết lộ tức là lời từ trong trái tim của người ta sẽ được thể hiện ra tức là hai bên các bạn á là sẽ có à, bắt đầu là nói chuyện với nhau nhiều hơn, thể hiện tình cảm và cho đối phương nhìn thấy cái tấm lòng của nhau nhiều hơn và các bạn sẽ bắt đầu gọi là cùng nắm tay nhau mà à, mà kết nối trở lại tiếp nối trở lại câu chuyện tình yêu của các bạn. Ở đây có một số trường hợp là các bạn có thể liên quan đến cái việc mà di cư, di chuyển gì đó cùng với nhau, à, ai đó về để gặp gỡ lại các bạn hoặc là các bạn sẽ cùng nhau đi đến à, một cái nơi nào đó mà các bạn sẽ có sự à, phát triển đồng hành cùng với nhau, ở đây có sự tiếp nối. Đó. Rồi các bạn sẽ à, biết được nhiều thông tin hơn về người thương của mình à, và các bạn không còn đeo mặt nạ nữa, buông xuống hết tất cả những cái cái mặt nạ giống như trước kia các bạn giận nhau, rồi các bạn có cái tôi cao chẳng hạn, à, các, hoặc là các bạn còn lo sợ không biết rằng khi mình nói ra thì người ta có tiếp nhận tình yêu gì đó của mình hay không vân vân. Mình muốn nói là À, đây là thời điểm mà các bạn đã buông xuống hết tất cả những cái mặt nạ rồi và tình yêu là chiến thắng cái gọi là cái tôi của các bạn á. tình yêu chiến thắng các bạn sẽ nhận được nhiều thông tin à, các bạn sẽ là à, thể hiện tình cảm hoặc là đối phương thể hiện tình cảm với các bạn một cách rõ ràng à, trên trong thể hiện tình cảm trong cái tinh thần là đầy cái sự sáng suốt lý trí tỉnh táo ở trong đó chứ không có phải giống như gọi là trong cơn sai mới nói lên tiếng yêu các bạn đâu nha mà là trong cái lúc mà người ta tỉnh táo nhất sáng suốt nhất tự tin tự hào ở bản thân của họ nhất thì sẽ có cái sự thể hiện tình yêu trong cái hoàn cảnh như thế à, và câu chuyện tình yêu của các bạn là có cái sự tiếp nối trở lại thậm chí là có một số trường hợp là cùng nhau di chuyển di chuyển đến cái nơi làm việc nào đó hoặc là đến cái nơi ở môi trường sống mới chẳng hạn là có khả năng trong trong đây luôn rồi mình tiếp à mình quên còn một cái trường hợp nữa là dành cho các bạn hoàn toàn độc thân á hoàn toàn độc thân thì mình muốn nói là các bạn cứ um, lĩnh vực tình yêu của các bạn là nó sẽ không có bị đứt gãy hoài nó không có bị đứt gãy hoài đâu mà đang có cái sự chữa lành tiếp nối lại trong lĩnh vực tình yêu của các bạn dần dần các bạn sẽ thấy là À, trong cái cuộc sống của mình á cái nguồn năng lượng có sự thay đổi mình đang nói dành cho các bạn độc thân nha cuộc sống đang có sự thay đổi bạn sẽ dần 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 thấy là các bạn sẽ có sự cởi mở hơn với cuộc sống yêu cuộc sống hơn các bạn tự tin hơn các bạn có sự hòa nhập vào trong cái cuộc sống nhiều hơn á mình cũng thấy là các bạn có thể là những cái thông tin liên lạc này nọ các bạn sử dụng nhiều hơn à, rồi à, à, giống như các bạn không có còn khép kín, khép mình gì nữa mà các bạn đang có sự mở rộng lòng mình, mở rộng trái tim của mình để cho để cho cái sự may mắn trong tình yêu đến, giống như các bạn đã thoát khỏi sự tổn thương rồi và các bạn đang có sự mở rộng trái tim của mình, tức là các bạn đã có sự sẵn sàng để có thể là tiếp đón một tình yêu mới đến với cuộc đời của các bạn nhé. À, và mình nói là lĩnh vực tình yêu của các bạn sẽ được chữa lành À, chữa lành ở đây có nghĩa là các bạn sẽ không có còn tiếp tục cái giai đoạn độc thân quá lâu nữa đâu mà đang bắt đầu có những cái sự à, kết nối chữa lành liên lạc lại trong khía cạnh tình yêu của các bạn tức là à, cái cơ hội rất là cao là bắt đầu tình yêu mới là đến với cuộc đời các bạn nha Các bạn có Heads of Pentacles Tương lai các bạn rất là sáng Sáng về nhiều mặt Mình đang thấy là kể kể cả về mặt tinh thần Và tiền bạc thấy rất là rõ mọi người Các bạn sẽ liên tục có cơ hội Sự may mắn trong lĩnh vực tiền bạc nữa Và các bạn giống như loài hoa hướng dương á các bạn sẽ thích đón nhận năng lượng ánh sáng mặt trời nhiều hơn mình dám chắc luôn á là ở đây các bạn sẽ có thể là thay đổi cái lịch trình ngủ giống như các bạn thay thay đổi cái thời gian ngủ á. mình nghĩ là các bạn sẽ ngủ sớm hơn và thức dậy sớm hơn để là phơi nắng để đón năng lượng ánh sáng mặt trời và giống như các bạn đã chữa lành cho bản thân á cho nên bạn cảm thấy là bạn có đủ cái sự tự tin cũng như là cảm nhận bản thân của mình năng động hơn cho nên mình thấy các bạn có sự hành động để cải thiện cái năng lượng của cuộc sống mình giống như là các bạn à làm mới lại bản thân và có một số bạn còn chú ý vào trong cái mảng gọi là phong thủy ấy, làm sao cho cái cuộc sống của mình nó có cái sự tươi sáng và à, được đón tiếp nhiều năng lượng của ánh sáng mặt trời nhiều hơn các bạn có tám ly rất là nhiều những cái kết nối cũ của các bạn tưởng chừng như là à, tưởng chừng tưởng như là các bạn không hy vọng vào những kết nối cũ của mọi người nhưng mà thật sự ở đây mình thấy là có thông điệp cho những kết nối cũ của các bạn giống như là tự nhiên có ti hy vọng trở lại giống như cái người đã từng giận các bạn á à, hoặc là bạn từng giận người ta là đã, đã từng nghĩ đến là rời bỏ mối quan hệ rồi nhưng mà thời gian này thì các bạn lại tiếp nhận tình yêu từ họ hoặc là họ tiếp nhận tình yêu của bạn nha nhưng mình khi mình nhìn vào trong cái hình ảnh này á, thì mình có một cái cảm giác giống như trước kia các bạn á, giận hờn nhau trong tình yêu chẳng hạn thì mình cảm nhận do yếu tố khách quan là chủ yếu giống như yếu tố khách quan đã tác động đến các bạn và làm cho các bạn trở nên là bực bội bực bội giống như là cái năng lượng cuộc sống á, nó giống như bủa vây các bạn giống như các bạn lúc đó chưa có thành công lắm về cái khía cạnh của uh, được được phát triển bản thân nhiều giống như tài năng của mình nó giống như gọi là chưa có đất dụng võ là một hoặc là sự nghiệp của các bạn thời đó kiểu như chưa có được vững vàng cho nên các bạn bị yếu tố khách quan tác động lớn làm cho cái tính cách của mình nó có sự thay đổi làm cho các bạn trở nên là bực bội nhiều hơn cho nên mới gọi là ảnh hưởng đến tình cảm nhưng mà khi nhưng mà sau này thì các bạn có sự trưởng thành nhiều hơn đó, cho nên mình thấy các bạn bắt các bạn đang bắt đầu là tiếp dần tiếp nhận lại cái tình cảm của nhau cho nên là rất là nhiều cái sự hy vọng cho rất nhiều những cặp đôi mà giống như đã từng nghĩ rằng là hết cái sự hy vọng luôn rồi ha mình lại thấy là có sự may mắn đến với tình yêu các bạn bánh xe cuộc sống có sự xoay chuyển nha mọi người à đây lại là một cái yếu tố khách quan từ cuộc sống à, giống như các bạn đã bị thử thách nhiều á sóng gió nhiều thì sóng gió nào nó cũng đâu có thể kéo dài hoài được đâu đến lúc sóng gió nào nó cũng phải dừng cũng phải yên lặng Đấy. các bạn có 7 ly ừ. các bạn có một kiếm rồi mình thấy là các bạn có nhiều cái cơ hội á cả tình yêu mới các bạn có sáu gậy có một số trường hợp các bạn làm đến cái thời điểm mà bạn được người ta thể hiện tình cảm ở mọi người đó các bạn tụ hai có nghĩa là thật ra là kết nối cũ có hy vọng kết nối trở lại và kể cả các bạn cũng có thêm kết nối mới luôn à, cho nên là cho nên là các bạn có sự suy nghĩ đến có sự suy nghĩ đến là mình tiếp nhận ai tiếp nhận người cũ hay là người mới nhưng mà yên tâm cuối cùng là các bạn cũng có năng lượng của một kiếm và sáu gậy sáu gậy là một sự chiến thắng vinh quang là một cái cái năng lượng của sự tự tin của sự sáng suốt một kiếm là năng lượng của sự sáng suốt của những cái quyết định dứt khoát rõ ràng À, người cũ hay người mới gì đó cuối cùng bạn cũng là chọn một người và cái người đó khi mà bạn bạn chọn cái người đó rồi thì mình thấy là các bạn hạnh phúc tự tin à, và giống như là bạn cảm nhận được một cái sự chiến thắng thành công trong lĩnh vực tình yêu của bạn đó cho nên là ở đây chỉ cho mình một cái thông điệp là bạn có sự lựa chọn dứt khoát ra một người à, nhưng mình cũng không rõ là các bạn chọn cái người nào nha mọi người ở đây mình thấy người cũ có người mới có luôn cho nên thành ra là nhưng mà bạn dứt khoát chọn một người và thành công với một người Đấy. còn đối với những bạn độc thân hoàn toàn á, thì mình muốn nói là à, các bạn đã từng có những cái suy nghĩ về lĩnh vực tình yêu á, cảm thấy mơ hồ hoang mang không biết là tình yêu thật sự chưa lớp rồi các bạn có đến với cuộc đời các bạn hay không thì mình muốn nói với các bạn là là các bạn có cái sự thành công các bạn sẽ tìm gặp được một người và những cái cái quyết định các bạn đưa ra để các bạn kết nối kết nối kết đôi với cái người này cũng là một cái quyết định mà trong cái lúc bắt các bạn suy nghĩ sáng suốt và lý trí ở đây mình thấy các bạn được tỏ tình được thể hiện tình cảm nhiều kể cả người cũ lẫn người mới được tỏ tình được thể hiện tình cảm và cái cái lĩnh vực tình yêu của bạn á, là một lĩnh vực có sự tiếp nối tức là không có còn bị đứt gãy trong lĩnh vực tình yêu nữa đâu một gãy 5 ly 5 ly 6 ly chờ chờ mình tí nha ở đây á là có cơ hội u uh, my God, có cơ hội thành công cho những cặp đôi mà đang yêu nhau đang yêu nhau giận hờn ngắt kết nối chia sao vân vân mà các bạn đang rất là nhớ nhau mà các bạn đã rất là nhớ nhau á có nghĩa là yêu thương thật nhiều giận cũng thật nhiều hoặc là tự ái cũng thật nhiều gì đó vân vân thật ra trong lòng các bạn là nhớ nhau thật nhiều và có sự khởi đầu mới trở lại có một cái cơ hội mới cho cái sự kết nối của các bạn trở lại nha thông điệp rất là rõ luôn đó mọi người ở đây mình thấy năm à, ly là đang chỉ về bạn hoặc là họ giận nhưng mà thật sự còn thương nhau nhiều lắm có nghĩa là trong lòng giận thất vọng hay cái gì đó vân vân nhưng vẫn thương đối phương nhiều dữ lắm mà thật sự các bạn có một gãy á các bạn có sự khởi đầu mới trở lại có cơ hội mới trở lại cho cái việc các bạn đoàn tụ sum hợp kết nối trở lại và đón nhận tình yêu à, trở lại với nhau nè các bạn có xấu wow. các bạn tù hai là đầy những cái cơ hội rồi sự sống chỉ có thể xảy ra khi có sự tận tâm mãnh liệt các bạn cứ có cái sự cống hiến hết mình cống hiến hết mình ở đây mình không có nói là cống hiến một cách mù quáng đâu nha mọi người chẳng hạn như là các bạn cứ yêu cuộc sống hết mình yêu thương cái người thương của mình hết mình đi đó sự sống sẽ xảy ra tức là cơ hội mới vân vân sự chữa lành vân vân sẽ xảy ra khi các bạn có sự tận tâm mãnh liệt nhưng không có nghĩa là hết mình ở đây không có nghĩa là mù quáng nha mọi người à, có nghĩa là các bạn cứ yêu thương thật nhiều à, nhưng mà sáng suốt tỉnh táo kiểm soát bản thân, làm chủ cuộc sống của mình, thì cái sự sống sẽ sẽ được uh, trở lại, sự sống sẽ phát sinh uh, cho cái cái sự hết mình đó của bạn. Nếu bạn không thư thái, bạn sẽ không thể biết hết trọn vẹn tiềm năng. À, cho nên là ý muốn nói. À, các bạn cứ tập trung vào trong bản thân, hãy cho mình có một cái năng lượng của sự thư thái, có nghĩa là chúng ta không có buồn quá hoặc là vui quá, mình vẫn kiểm soát được cái nguồn năng lượng của bản thân. À, trong cái sự điềm tĩnh, thư thái, bền bỉ, bền bỉ, kiên nhẫn thì bạn mới thấy hết được trọn vẹn cái tiềm năng của sự vật sự việc đó hay là cái tiềm năng của bạn. À. Rồi, mình tiếp nha. Các bạn con qua The Spirit, tinh thần nước, emotion, cảm xúc, memory, nỗi nhớ nè mọi người. Chắc chắn luôn á, những bạn nào mà giận nhau, ngắt kết nối gì đó thật sự rất là nhớ nhau. Life, Fox, sinh lực. Wow năng lượng của nước tinh thần của nước có nghĩa là các bạn đã đưa cái sự chữa lành vào trong lĩnh vực tình yêu của bạn các bạn đã chữa lành cho bản thân thật ra cái cảm xúc còn nhiều nhiều lắm Tự nhiên bạn đang yêu nhau ở đây cảm xúc rất là nhiều sự nhớ nhau cũng rất nhiều nhưng khác trước lắm các bạn không có lệ thuộc cảm xúc hay là bỏ quên bản thân bỏ quên cuộc đời mà giờ đây là các bạn đang lấy lại sinh lực sinh khí các bạn làm cho mọi thứ bao xung quanh mình nó tràn đầy cái sự sống các bạn lấy lại cái sự sống cho mọi thứ ở đây mình thấy có thể là các bạn sẽ trồng hoa nhiều là một cái thứ hai các bạn có thể sẽ có hồ sen à, cái thứ ba nữa mình thấy có thể các bạn có sự thanh lọc bằng cách là các bạn tắm tắm ngụp lặn xuống luôn đó, ở ao hồ sông suối biển đó, mình có thấy những cái hoạt động như thế Các bạn có resurrection resurrection come back quay trở lại nè mọi người free birth hồi sinh renewal đổi mới wow thật sự á có nhiều cái sự đổi mới về nguồn năng lượng ở đây lắm các bạn giống như là các bạn thay đổi bản thân nhiều lắm hoặc là các bạn có sự thay đổi về hình ảnh của bản thân nhiều lắm hoặc là các bạn thanh lọc rất là nhiều cho nên, nên nhiều cái sự đổi mới ở đây hoặc là các bạn đổi mới trong suy nghĩ đổi mới trong cái cách ứng xử với nhau đổi mới trong cái cách thể hiện tình yêu với nhau comeback có sự quay trở lại quay về nhà cho nên là thật sự tù hai là đầy cái sự hy vọng cho những sự kết nối của những mối tình của những mối tình mà mất mé <laughs> mất mé cái đó mọi người à, cho nên là giống như trước đó các bạn giận nhau ngắt kết nối thì sai gì đó là mình thấy có dấu hiệu kết nối trở lại không bác quay trở lại reverse có những mối tình tưởng là đai á, nhưng mà rebirth có sự hồi sinh trở lại nhé. ở đây cho mình một cái thông điệp là có nhiều bạn ở đây á, là sống lại các bạn sống lại các bạn không còn tổn thương nữa tươi tỉnh trở lại khỏe khoắn trẻ trung trở lại ở đây chúng ta có the healing temple ngôi đền chữa lành ngôi đền thiêng liêng restoration sự sửa chữa thế nào mọi người heal sự chữa trị trị liệu safety an toàn wow thông điệp rất là rõ ràng uhm, luôn á cho cho các bạn là có những sự hài hòa trở lại có những sự sửa chữa chỉnh sửa trở lại kết nối trở lại um, chữa lành trở lại trong lĩnh vực tình yêu của các bạn thậm chí trong lĩnh vực hôn nhân luôn nha nếu như các bạn nào đã kết hôn á là mình thấy là có sự chữa lành lại trong cái đời sống hôn nhân của bạn á kết nối trở lại um, đó và cái cuộc sống hôn nhân của các bạn vẫn rất là safety rất là an toàn rồi mình xin kết thúc phần trải bài của các bạn tụ hai cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào các bạn tụ ba Chúng ta nói về chủ đề tình yêu là điều tốt đẹp nào sẽ đến với khí cạnh tình yêu của bạn nhé Đầu tiên là mình sẽ xem về nguồn năng lượng chung hiện tại lĩnh vực tình yêu của các bạn nha bạn có tinh cờ một người đang 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 rất là ngồi suy nghĩ suy ngẫm nè à, đang bắt đầu là có những cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình lại giống như các bạn đang trong năng lượng lấy lại cái sự điềm tĩnh đó, ngồi có sự suy nghĩ lại mọi chuyện trên mọi chuyện nó một cách từ từ bình tĩnh điềm tĩnh trở lại các bạn không còn ở cái giai đoạn là suy nghĩ theo kiểu gọi là quá cảm xúc hoặc là các bạn cứ À, các, tức là các bạn đã đạt đến cái trạng thái có thể kiểm soát được cái bi kịch cảm xúc của mình rồi chứ các bạn không để là cái cảm xúc bị mất cân đối. Này. Các bạn đang điềm tĩnh và các bạn đã có thể là đánh bại được cái tính nóng nảy hay là vội vã của bản thân. So much, wow. Rồi để mình tiếp nha. Còn một lá nữa Các bạn có fuck in the row. Rồi. Ở đây. Fuck in the row. Uhm. Năng lượng chung về lĩnh vực về lĩnh vực tình yêu của các bạn có hai trường hợp, mình phân tích từ từ nha. Trường hợp thứ nhất là dành cho các bạn là có đối tượng để ý, có đối phương rồi. À các bạn đang có sự suy ngẫm đến cái người người thương của bạn nè và mình thấy năng lượng giữa bạn và người thương của bạn chính là năng lượng của sâu mắt của sâu mắt các bạn rất là thấu hiểu nhau các bạn rất là yêu thương nhau các bạn gọi là chưa lớp có cái tình cảm mà các bạn dành cho nhau là tình cảm rất là chân thật hồn nhiên um, các bạn không có phải là đeo mặt nạ với nhau và mình mình có cảm giác á, giống như các bạn suy nghĩ rằng thật ra các bạn không có tìm được ở đâu bằng cái người này á bởi vì cái năng lượng mà cái người này đem tới cho các bạn á, bởi vì các bạn được sống là chính bản thân của mình, các bạn không cần phải à, giả tạo, các bạn không cần phải là đeo mặt nạ, không cần phải cố gắng biến bản thân thành một cái người khác, giống như đối phương á là một cái người mà chấp nhận hoàn toàn các bạn, kể cả là ưu điểm khuyết điểm, kể cả là tính cách ngoại hình vân vân, hoặc thậm chí là còn chấp nhận luôn cả cái phương hướng phát triển của bạn á, tức là những cái sự phát triển bản thân lý tưởng sự nghiệp đều có cái sự ủng hộ hết chứ không chứ không có bất kỳ một cái sự phân biệt nào tức là bạn bạn ngồi bạn suy nghĩ giống kiểu như bạn không thể tìm được ở đâu là một cái so match thứ hai như vậy á à, nhưng mà trong cái vấn năng lượng tình yêu này của các bạn mình nghĩ là các bạn đang có đang hoặc đã xảy ra những cái cái sự um, thử thách trong tình yêu của các bạn à, cho nên cho nên giống như là hiện tại hiện tại cái cái sự yêu thương nhau và cái sự nghĩ về nhau vẫn rất là tuyệt vời thế nhưng vẫn còn điều gì đó mà các bạn chưa có vượt qua được tại chúng ta có thông điệp của fuck in the road nó giống như là đang đang hơi bị bối rối trong cái phương hướng phương hướng xác định cho cái câu chuyện tình yêu này của các bạn đi về đâu á à, các bạn không có tìm được ở đâu ra được một nửa như vậy không không ai có thể bằng một cái nửa này cũng như là đối phương cũng không thể tìm đâu ra một nửa như bạn chính vì vậy mà các bạn gọi là suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của các bạn lắm nhưng chắc chắn có một sự thử thách nào đó đó mọi người mà các bạn chưa có vượt qua được, qua được à, có thể có liên quan đến yếu tố uh, thời gian, có thể liên quan đến yếu tố thời gian, có thể là các bạn vẫn còn bận học, các bạn vẫn còn bận công việc, bận phải tập trung vào trong công việc hoặc là các bạn đang đang học, đang làm việc ở nơi xa, à, hoặc là các bạn có một cái sự khác biệt, một sự khác biệt nào đó có thể khác các bạn khác biệt về văn hóa có thể các bạn khác biệt về tuổi tác à, có thể là cái sự khác biệt nên hơi bị lớn cho nên thành ra các bạn mới chưa thể vượt qua được cái sự khác biệt này đó là lý do tại sao các bạn là có suy nghĩ rất là nhiều về cái sự khác biệt à, về cái sự khác biệt này liệu là các bạn có vượt qua được hay không để đến với nhau chứ còn gọi là gọi là hình ảnh của của bạn nằm trong tim họ hình ảnh của họ nằm trong tim bạn là khó ai có thể thay thế rồi em à, hoặc là có một trường hợp mà nó như thế này thôi hoặc là có một trường hợp đơn giản như thế này thôi mọi người tức là cái thông điệp của fuck in the row á, thì có thể chỉ đơn thuần là do do bạn hoặc là đối phương á, của bạn là đang có nhiều cái bị chi phối tức là à, có nhiều cái vấn đề cá nhân của họ mà họ chưa có giải quyết được, chẳng hạn như có liên quan đến đến sự nghiệp, đến người thân, đến những lĩnh vực khác trong cái cuộc sống của họ nữa, hoặc là liên quan đến cái xu hướng phát triển công việc gì đó của họ mọi người, mà chỉ đơn thuần là họ phải tập trung giải quyết từng cái một và chưa có um, chưa có được gọi là đúng cái thời điểm, đúng cái thời gian để có thể là về chung một nhà với bạn, chỉ đơn thuần là như vậy rồi còn à, mà một cái trường hợp nữa là dành cho các bạn độc thân á, dành cho các bạn độc thân thì đã từng có một khoảng thời gian các bạn suy nghĩ về bản thân, tức là các bạn cũng thấy bản thân của mình có sự hoàn hảo, ừ, tức là các bạn cũng rất là xinh đẹp, các bạn cũng tài giỏi, các bạn cũng là người có bản lĩnh, các bạn có sự trưởng thành, vân vân, các bạn cũng có nhiều cái sự kiêu hãnh, tự hào về bản thân. thế nhưng tại sao lại tìm để có được một sâu mắt sao mà nó khó như thế? Á? nhiều khi các bạn suy nghĩ như vậy hoặc là đã ở cái thời điểm mà các bạn cũng khá là lớn tuổi rồi mà các bạn suy nghĩ hoài luôn sao có thể khó là tìm gặp được một cái soulmate hợp với mình có thể là nhiều người để ý nhưng mà nhưng mà để một người mà các bạn có thể mở rộng trái tim của mình ra để các bạn để các bạn chấp nhận tình yêu thì các bạn vẫn cần có một cái sự hòa hợp về tâm hồn cho nên các bạn suy nghĩ hoài luôn các bạn thấy là sao để tìm một cái người có sự hòa hợp về tâm hồn sao khó đến thế Đấy, mình thấy có một trường hợp như vậy nữa. Rồi, mình tiếp nữa nha. Ừ, Chờ mình chút nha các bạn có deliver đây cái lá bài mình sóc vội nó văng ra mà mình bỏ vô mình sóc lại vẫn ra lá deliver luôn các bạn có the hero phần wow có nhiều năng lượng đặc biệt ở đây lắm nha các bạn có the will có bánh xe cuộc sống nè cái tấm này nó dễ thương để mình coi nha cái bánh xe cuộc sống này các bạn thấy nè Cuốn sách nè, trái tim nè, ngôi nhà nè Tiền uh, Biểu tượng y học Rồi uh, ngôi sao nè Mặt trời nè, chiếc nhẫn <laughs> để, để tí, để tí Chúng ta có Thông điệp của 10 cốc luôn Thật là giật mình luôn ha. Các bạn có năng lượng của The Emperor Wow Ở đây á mình thấy có nhiều bạn nằm trong cái lứa tuổi trẻ trung lắm nha có thể làm có một số bạn á là độ tuổi sinh viên hoặc là các bạn các bạn chỉ vừa chớm mới đi làm trong một vài năm đi làm việc mà thôi tức là năng lượng các bạn rất là trẻ à, và cái người thương của bạn cũng là năng lượng trẻ tương đồng với các bạn có thể các bạn là bạn học với nhau từ thời từ thời từ thời học sinh hoặc là các bạn là bạn học từ thời sinh viên với nhau à, rồi hoặc là hoặc là các bạn có cùng nhau học chung một cái khóa học nào đó trong giai đoạn các bạn đi làm nha có thể là các bạn đã đi làm nhưng mà các bạn có cùng nhau học chung một cái khóa học nào đó hoặc là các bạn cùng nhau học chung cái khóa học thiền nè hoặc là một cái khóa học yoga vân vân à, đại khái tức là các bạn có một cái nhân duyên tuyệt vời gặp nhau mà có cái sự gặp gỡ nhau tình cờ bất ngờ thú vị ừ đó mọi người, hoặc là cái nhân duyên của các bạn á là cái nhân duyên là trước kia các bạn có thể là bạn bè chẳng hạn như các bạn là bạn bạn học với nhau từ thời cấp 2, cấp 3 thời sinh viên, thế nhưng lúc đó các bạn chỉ là bạn thôi, nhưng mà trong trong à, thời khắc thay đổi á, à, bánh xe cuộc sống xoay chuyển, à, sau này các bạn đi làm rồi tự nhiên các bạn gặp gỡ lại nhau và các bạn lại yêu nhau. Đấy. Rồi à, ở đây mình thấy có một số trường hợp dành cho các bạn lớn tuổi các bạn lớn tuổi ha các anh chị cô chú lớn tuổi thì mình thấy là làm có liên quan đến cái yếu tố gia đình ở đây á liên quan đến bánh xe cuộc sống quay rồi lại đến cái yếu tố gia đình đó mọi người à, có thể là có thể là các bạn chuẩn bị đến cái giai cái, các bạn đã kết hôn rồi chưa ta ừ, ở đây là có thể một số bạn đã kết hôn rồi chứ có thể một số có thể một vài cặp đôi là các bạn đã kết hôn nhưng mà giống như có năng lượng của đi Emperor thì có thể là cái cái quyền lực tình yêu hôn nhân hơi bị lệch về một đối phương nào đó thì mình thấy là sẽ có sự cân bằng trở lại sẽ có sự cân bằng trở lại trong cái trong cái cái gọi là quyền lực trong hôn nhân đó mọi người Ừ, cho nên là cho nên là mình thấy có những chuyến giả ngoại bên bờ biển, bờ sông, bờ sông nè, có những chuyến giả ngoại ở ngoài thiên nhiên, à, ở ngoài thiên nhiên cây cối nhiều, mình thấy có sông, có sông, ừ, đó là giống như các bạn có sự hâm nóng lại tình cảm gia đình, đó gia đình là có cha mẹ con cái quay quần bên nhau và có những chuyến giả ngoại ở bên ngoài, đấy cho nên mình thấy là à, có thể cái sự cân bằng về quyền lực thì chưa hẳn là là đã cân bằng lại lại được nhiều lắm đâu tại vì vẫn có năng lượng của tiền em ở đây á giống như cái quyền lực thuộc về cái cái người nam hơi bị nhiều giống như cái sự kiểm soát hơi nhiều nhưng mà mình thấy có cái sự hâm nóng lại tình cảm gia đình là có cái việc cùng nhà cùng cả gia đình cùng nhau đi đi du lịch đi giã ngoại à, tiếp xúc thật nhiều với thiên nhiên á ở đây tiếp xúc thiên nhiên thấy rõ luôn đó mọi người là có nhé mọi người tức là À, phát triển vui vẻ tình sự yêu thương nhau trong gia đình là là mình thấy rõ trở lại cho nên cái điều cái điều tốt đẹp đến với tình yêu của các bạn á, những cặp đôi các bạn trẻ á, là các bạn sẽ thoát khỏi cái nguồn năng lượng của cái sự à, suy nghĩ nhiều à, hoặc là cái nguồn năng lượng do dịu hoang mang nào đó à, ho hoặc là các bạn độc thân á là các bạn sẽ thoát khỏi cái tình trạng là suy nghĩ nhiều về cái việc khi nào mình mới có thể gặp được sâu mắt. Ấy. Bởi vì các bạn sẽ bước qua một giai đoạn các bạn có đôi có cặp và các bạn đi đâu cũng có đôi có cặp hết á, đi chơi rồi đi học à, này nọ, bất bất kể là các bạn đi đâu các bạn vẫn luôn có sự song hành cùng với nhau, có đôi có cặp. Các bạn độc thân sẽ tìm thấy một nữ của mình. Rồi còn à, điều tốt đẹp đến với tình yêu của các bạn đã có gia đình, gia đình có thể chưa có sự cân bằng lại, nhiều quyền lực vẫn nằm lệch về một người nhưng mà có sự hâm nóng lại tình yêu à, có sự có sự bảo vệ lại gia đình của bạn là thấy rõ nhé, thấy rõ là mọi thành viên có sự ra sức bảo vệ gia đình của các bạn. À, có những chuyến du lịch nè, có những chuyến giả ngoại, không nhất thiết phải đi xa lắm đâu, nhưng mà giả ngoại bên cạnh bờ sông, ở ngoài thiên nhiên. Và để mình tiếp nữa nha. mình thấy ở đây có nhiều những cái yếu tố xoay chuyển đó mọi người Đấy. À, tức là ý mình nói là có những sự xoay chuyển khách quan nữa giống như các bạn có sự kết nối nhiều với vũ trụ và có những điều tuyệt vời từ vũ trụ đưa đến cho các bạn nữa take up Vua nước. Rồi, <laughs> năng lượng các bạn tụ ba là tình cảm tràn trề luôn á. Năng lượng nước rất là nhiều. Các bạn vừa có sâu mắt nè các bạn có đưa lớp khắp 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 vào 10 mm. Năng lượng tình cảm quá nhiều luôn năng lượng thể hiện tình cảm thể hiện cái sự yêu thương nhau á quấn quýt bên nhau là thấy rõ luôn á các bạn có chết like. các bạn có xích ấp khớp ồ các bạn có a luôn đây lá cuối bộ bài ồ rất là tuyệt vời á mấy bạn ở đây á mình thấy có một số trường hợp các bạn anh chị của chú lớn có gia đình thì á sẽ là có nguồn năng lượng của cái việc kết nối với con cái tuyệt vời luôn á tự nhiên là có sự yêu thương con cái và mình thấy các bạn có tổ chức gì đó mà dành thời gian cho con cái hoặc là nhiều những cái hoạt động hoạt động với với con cái của các bạn nha rồi hoạt động với thú cưng nữa nè thú cưng thú cưng thú cưng thấy rõ luôn á, mình thấy có liên quan đến hoa, có một số trường hợp các bạn hình như là kinh doanh các chậu hoa, mình thấy các bạn có hồ sen nữa nè, các bạn có xây dựng cái hồ sen nữa, mình thấy năng lượng các bạn rất là chữa lành, giống như các bạn có sự cải thiện lại cho, cho môi trường sống ngôi nhà của các bạn đó. trở thành một nơi rất là thiên nhiên, Dường như các bạn có tạo ra những cái hồ sen nhỏ nhỏ, hoặc là các bạn có kinh doanh về hoa mình thấy, hoặc là các bạn dạy cho con cái à, tiếp xúc với hoa nhiều với à, mọi người rồi giống như các bạn có sự hướng dẫn dẫn dạy cho con cái các bạn có những cái hoạt động có những cái hoạt động á à. cho cho con cháu các bạn rồi mình thấy là có nhiều có nhiều à, mấy bé là phát huy được tài năng nha tài năng liên quan tới nghệ thuật liên quan đến đến sáng tạo nghệ thuật rồi à. À, vẽ nè rồi ở đây ở đây còn là tài năng có liên quan đến âm nhạc nè đọc sách nè vẽ tranh nè à, rồi có những cái hoạt động rất là ngoài trời các bạn tụ ba là liên quan đến nhiều những cái hoạt động ngoài trời thấy rõ luôn á mọi người rồi đó ha rồi ở đây có có năng lượng của cái sự cam kết một cách sâu sắc trong tình yêu của các cặp đôi yêu nhau là có sự cam kết sâu sắc các bạn có sự tỏ tình chính thức hoặc là có thể các bạn còn liên quan đến cái việc kết hôn đăng ký kết hôn nè, ông vua nước kết hợp với là chất các bạn có một cái sự cam kết chính thức à, sự cam kết sâu sắc với năng lượng tình yêu của bạn rồi mình còn nhìn thấy được là có những cặp đôi yêu nhau mà giận hờn vì nhau trước đó hoặc là à, mình thấy là có cái sự có cái sự gọi là xung hợp đoàn tụ tại có 6 ly đó mọi người xung hợp đoàn tụ kết nối lại gặp gỡ lại với cái người thương của các bạn nha. À, rồi nha. À. Nhiều cái năng lượng ở đây quá. Nhiều hoạt động ở ngoài trời ở đây cũng là một cái cái hoạt động em này là vẽ tranh ở ngoài thiên nhiên luôn nè mọi người. Đây nè, cái vùng đất á, là tràn ngập cây cối luôn ở bên cạnh còn có cái dòng sông nữa nè Biển liên quan tới biển nữa. Đấy. Rồi cái hoạt hoạt động trong nhà thì mình thấy có rất là nhiều chậu hoa, cây cảnh, hồ sen. Ừ mình thấy nhiều khi các bạn còn có những cái sự hoạt động vào và những cái hoạt động ngoài trời có thể vào những lúc chiều tối nữa oh my god các bạn tụ ba thật là sống động á cái cuộc sống rất là sống động luôn à, ở đây mình thấy tình yêu của các bạn là tràn trề tràn ngập luôn á cái sự thể hiện về cảm xúc tại năng lượng chủ yếu trong trải bài toàn là nguồn năng lượng của nước năng lượng của cái việc tình cảm cảm xúc rất là nhiều wow. giống như là gọi là club nè đến thời điểm time đến thời điểm mà các bạn được hạnh phúc đến thời điểm mà lĩnh vực tình yêu của các bạn có sự hạnh phúc ngập tràn luôn kể cả là bạn bạn đang yêu bạn còn đang là sinh viên bạn mới đi làm hay hay là kể cả các bạn đã lập gia đình rồi chúng ta có The Tree of Illumination. Qua wow, một cái cây phát sáng, cây phép thuật ừ. chúng ta có sự thật revelation, sự tiết lộ, sự bộc lộ, understanding, sự thấu hiểu. Wow. đó giống như là bao nhiêu những cái sự gút mắt, uh, cái sự hiểu lầm, gút mắt hiểu lầm vướng mắt nào đó trong lĩnh vực tình yêu, cảm xúc uh, của các bạn kể cả các sự yêu thương bản thân luôn nha kể cả cái tình yêu các bạn dành cho sự nghiệp đam mê luôn á ở đây mình thấy cái đời sống các bạn thật sự rất là phong phú là đã đến cái giai đoạn có sự phát sáng đó, mọi người đến cái giai đoạn có sự phát sáng có sự thấu hiểu à, bạn được bộc lộ ra con người thật của mình à, các bạn không còn phải sống một cách một cách thiếu sự thoải mái nữa đâu mà các bạn sẽ bước vào một giai đoạn đó. các bạn sống rất là thoải mái sống rất là ngập tràn cái sự đam mê trong đó có những sự thấu hiểu nhau một cách sâu sắc nhé. Các bạn có The Murder Awakens, à, cầu vòng hạnh phúc nè, lại là hình ảnh của rừng nè mọi người, rừng nè, rất là thiên nhiên luôn, suối nữa nè. Rồi chúng ta có compassion, lòng trắc ẩn, nơi chờ sự nuôi dưỡng, guidance, sự hướng dẫn. Ừ. Mình thấy các bạn có lòng tin, À, các bạn rất là linh thiêng, thiêng liêng á, hoặc là các bạn đi du lịch, hoặc là các bạn đang sinh sống ở cái nơi mà có cái sự thiêng liêng rất là nhiều, có sự kết nối mạnh mẽ với thiên nhiên. À. Và lưng xa tim là mọi người. Lưng xa tim của các bạn có sự phát triển rộng mở, cho nên là tình yêu thương các bạn được gia tăng, lòng trắc ẩn được gia tăng, nơi các bạn là nơi của sự nuôi dưỡng. À, nơi nuôi nuôi dưỡng hậu phương. À, gieo trồng sự sống mình thấy là có nhiều cái sự thắp sáng lại ở nơi các bạn lắm không chỉ riêng về tình yêu đâu nha mình còn thấy là các bạn có sự thắp sáng lại cái sự sống giống như các bạn hồi sinh các bạn sống lại và và bản thân các bạn đã thấy tràn đầy cái sự sống rồi và và các bạn còn tạo ra cái môi trường bao xung quanh các bạn ngập tràn cái sự sống có thể các bạn trồng cây rất là nhiều hoặc là các bạn chăm sóc lại cây cối rất là nhiều um, Yeah. Oracle. Um, living. Wow. Một cái đời sống đầy sự thiên liêng. Spirit speaking. Uh, speaking. Có nghĩa tinh thần lên tiếng nói. Intervention. Sự can thiệp. Ừ. ở đây á. À, ở đây ở đây là mình thấy. Các bạn rất là tâm linh á. <laughs> các bạn rất là tâm linh nè. Ở đây là Uhm, có thể là các bạn có thể biết về dược nha Mình có cảm nhận các bạn biết về dược hoặc là các bạn có trồng những loại cây dược à, trồng những loại cây có tính chất điều trị bệnh hoặc là trồng những loại cây á, có thể là chữa lành chẳng hạn như như những cái loại cây à, mà có thể làm cho các bạn có được những giấc ngủ ngon có thể các bạn làm bên những lĩnh vực đó đó uhm, đại khái là các bạn hiểu về tính chất của một số loại cây đưa đến cái sự cải thiện về mặt tinh thần như thế nào là có thể đó cũng là một cái sự nghiệp của bạn nha hoặc là cái việc làm thêm của bạn rồi mình thấy các bạn có một cái đời sống rất là thiêng liêng á giống như các bạn có sự hòa mình một cách mạnh mẽ vào trong thiên nhiên um, mình có cảm nhận là rồi các bạn sẽ xây dựng được cái cái ngơ, cơ, cơ ngơi riêng cho các bạn lớn mạnh một cơ ngơi riêng lớn mạnh wow tuyệt vời luôn rồi mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ ba cảm ơn các bạn rất nhiều